chính sách ngoại giao đu dây, Việt Nam một lần nữa phải trả giá. Chính sách ngoại giao của Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn duy trì theo kiểu nước đôi. Một mặt thì dựa vào Hoa Kỳ và phương Tây phát triển kinh tế. Mặt khác vẫn dựa vào Trung Quốc và Nga để bảo vệ chế độ độc tài. Chính sách này đã khiến Việt Nam phải trả giá không chỉ một lần. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 2 dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho biết Power Machiner đã thắng kiện Petro Việt Nam. Theo đó, nhà sản xuất thiết bị điện của Nga là hãng Power Machiner thuộc sở hữu của tỷ phú Alexei Modakhov đã thắng kiện công ty dầu khí nhà nước Petro Việt Nam. Bản tin trên Đài Tiếng Nói VOA. Theo hãng tin quốc tế, nhật báo EBC của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết tập đoàn Power Machiner đã thắng kiện vào tháng 11 năm 2023 với khoản tiền thắng kiện 500 triệu đô la. Tuy nhiên, các điều khoản của quyết định này được giữ bí mật và không bên nào có thể tiết lộ trong giai đoạn này. Vẫn theo hãng tin quốc tế, hồ sơ của tòa án Nga cho thấy Power Machiner cũng đệ đơn kiện Petro Việt Nam tại Nga lên tòa án tại Moscow vào ngày 2 tháng 2. Qua tìm hiểu, phóng viên của Thời báo.de được biết Power Machiner là một công ty của Liên bang Nga chuyên sản xuất động cơ tuabin cho các nhà máy phát điện. Vụ kiện của hãng Power Machiner được đệ trình tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore để đòi lại khoản chi phí mà hãng này đã bỏ ra khi thi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 cho Việt Nam từ những năm 2010. Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 nằm tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Dự án được Bộ Công Thương phê duyệt với quy mô công suất thiết kế khoảng 4.400 MW, tức là gần gấp đôi công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Dự án này đã chính thức dừng lại vào tháng 1 năm 2019 vì Power Machiner bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận trực tiếp sau khi Nga chiếm Crimea vào năm 2014 của Ukraine. Đài Á Châu Tự Do cho biết nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng có công suất bước đầu là 1.200 MW do liên doanh giữa Power Machiner và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, một đơn vị thành viên của PVN, là tổng thầu EPC với tổng giá trị hợp đồng là 1,2 tỷ đô la. Power Machiner muốn rút khỏi dự án nên đã kiến nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giải quyết chấm dứt hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng. Lý do là Power Machiner đã bị Mỹ cấm vận nên khó có thể tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết dù dự án đã hoàn thành được gần 78%. Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 đang dở dang. Được biết vào tháng 2 năm 2019, Power Machiner thông báo dừng hợp đồng với lý do bất khả kháng, nhưng phía Việt Nam không chấp nhận. Đến tháng 9 năm 2019, Power Machiner đã gửi thư thông báo khởi kiện Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Singapore. Nhà báo Lê Nguyễn Hưng Trà, một nguồn thạo tin đã tiết lộ trên trang Facebook cá nhân, cho biết như sau. Nhiệt điện Long Phú 1 được chính phủ giao cho PVN làm chủ đầu tư từ năm 2010, liên doanh tổng thầu là Power Machiner, với tổng mức ban đầu đầu tư khoảng 29.500 tỷ. Nhưng sau 9 năm, dự án đã đội vốn lên 41.200 tỷ. Thời điểm Power Machiner thông báo chấm dứt thực hiện hợp đồng do nhiều trở ngại bất khả kháng, dự án đã triển khai được khoảng 78% và ngừng cho đến nay. Theo các hãng thông tấn của Nga, thì phía Việt Nam ban đầu phớt lờ các cuộc đàm phán ở cấp chính phủ, buộc Power Machiner phải đưa vấn đề ra tòa. Quá trình phân xử rất phức tạp và kéo dài. Theo giới quan sát, việc Power Machiner thắng kiện Việt Nam đã đánh dấu chiến thắng công khai đầu tiên của một công ty thuộc Liên bang Nga kể từ khi Mỹ áp dụng các biện pháp cấm vận mới với Nga liên quan đến các việc Nga xâm chiếm Crimea từ Ukraine, cũng như cuộc xâm lược Ukraine của Nga hiện nay. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Biden tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Tập đoàn Power Machiner đã làm ăn với Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ trước, với nhiều công trình nổi tiếng như Thủy điện Thác Bà, Nhiệt điện Uông Bí, Phả Lại, Thủy điện Trị An, Hòa Bình. Sau năm 2000, Power Machiner tiếp tục tham gia thực hiện các thủy điện như Gia Lai, Cần Đơn, Sê San Ba, Nhiệt điện Uông Bí. Vẫn theo nhà báo Lê Nguyễn Hưng Trà tiết lộ, trong nhiều kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có hứa với các đại biểu ở Sóc Trăng sau khi có phán quyết của Trọng tài Quốc tế
PVN sẽ đưa ra phương án chính thức tiếp tục triển khai nhiệt điện Long Phú 1. Cũng xin nhắc lại, chính sách đối ngoại của ban lãnh đạo Việt Nam với phương châm tất cả đều là bạn, hay còn gọi là chính sách ngoại giao đu dây. Việc chính sách đối ngoại không nhất quán chính là lý do khiến Việt Nam phải trả giá 500 triệu đô la cho đối tác là một công ty của Nga trong dự án nhiệt điện Long Phú 1. Đây là thêm một ví dụ nữa cho thấy Việt Nam đã chọn phe thì cần chọn duy nhất một bên, chứ không thể đu dây hay ngoại giao hai hàng. Vì rõ ràng Việt Nam có được tiếng không phân biệt đối tác, nhưng dứt khoát không có miếng về kinh tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chính sách ngoại giao đu dây, Việt Nam một lần nữa phải trả giá. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, mít đặc nhưng thích thể hiện. Sau cái gọi là chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn 2025-2035 với dự toán chi ngân sách đến tới 350.000 tỷ đồng thất bại. Mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã nổ khi tuyên bố Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á. Tờ Việt Nam Express Online vào ngày 11 tháng 2 cho biết, báo này đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2023. Bài phỏng vấn của ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên báo Việt Nam Express. Đáng chú ý, Bộ trưởng Hùng đã hùng hồn khẳng định Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa Đông Nam Á. Điều này lại khiến mạng xã hội dậy sóng bởi ông Nguyễn Văn Hùng lâu nay vẫn nổi danh là Bộ trưởng Văn hóa nhưng vô văn hóa. Sự kiện để đời của Bộ trưởng Hùng là vào ngày 20 tháng 7 năm 2023 khi ông giành thảm đỏ với Thủ tướng Malaysia ông Ibrahim là quốc khách của Việt Nam. Nhiều tờ báo ở Việt Nam đăng những hình ảnh cho thấy Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ra sân bay đón khách nhưng lại giành thảm đỏ với Thủ tướng Malaysia Ibrahim ở sân bay Nội Bài. Ông đương đương chính chính đi vào giữa thảm đỏ đẩy khách ra ngoài. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, người cũng có mặt tại buổi đón Thủ tướng Malaysia, biết theo nguyên tắc ngoại giao, Bộ trưởng Hùng có vị trí thấp hơn nên không được phép đi ngang hàng với ông Ibrahim mà phải đi đằng sau ít nhất là một bước chân. Đáng chú ý, vào thời điểm đó khi cộng đồng mạng đang bàn tán sôi nổi về Bộ trưởng Văn hóa mà vô văn hóa, thì nhà báo Đặng Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị, viết trên trang cá nhân ám chỉ rằng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng là cán bộ huyện đoàn lên tỉnh, là thứ trưởng ít lâu rồi lên bộ trưởng, và ông này biết chi mô về phép tắc ngoại giao. Ông bộ trưởng đầy tay tiếng của Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội có những đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Văn Hùng ảnh hưởng và trưởng thành từ cán bộ đoàn cấp xã với trình độ bổ túc văn hóa lớp 7. Sau đó lên cán bộ đoàn cấp huyện, rồi cấp tỉnh, rồi tót một cái nhảy vào ghế bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, rồi được bà Trương Thị Mai hậu thuẫn. Bà Mai, thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương, thật là tài tình vì đã đưa một cán bộ đoàn cấp xã thuộc diện tàu có biết chi mô leo tót lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Trở lại vấn đề là Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á, như phát biểu của ông Hùng. Đây là một vấn đề đáng quan tâm, và biến công nghiệp văn hóa trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam là điều cần thiết. Được biết, theo định nghĩa của UNESCO thì công nghiệp văn hóa là một thuật ngữ chỉ các ngành công nghiệp mà có sự kết hợp giữa sáng tạo, sản xuất và thương mại hàng hóa và các sản phẩm văn hóa, vật thể, phi vật thể, các nội dung sáng tạo được bảo vệ bản quyền. Để dễ hiểu, chúng ta có thể liên hệ với các quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này như Hồng Kông trước đây và Nhật Bản hay Hàn Quốc hiện nay, là các quốc gia một thời dẫn đầu khu vực về nguồn thu nhập từ ngành công nghiệp giải trí như phim ảnh, truyền hình, game show, được ưa chuộng trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Doanh thu từ ngành này của mỗi nước lên đến hàng tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, cần phân biệt các khái niệm
công nghiệp văn hóa và ngành công nghệ văn hóa, và hiện tượng truyền bá làn sóng Hàn Quốc với các ca sĩ nhóm nhạc K-pop ở ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, ví dụ đó là một tiêu biểu. Việc Bộ trưởng Hùng đặt ra vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa là điều đáng quan tâm. Tuy nhiên, qua bài phỏng vấn trên Vietnam Express cho thấy, các dẫn chứng hay lập luận của ông Bộ trưởng Hùng không thuyết phục. Có lẽ do trình độ của ông Bộ trưởng Hùng chưa đủ để có thể nói chuyện vĩ mô. Ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã giành thảm đỏ với ông Thủ tướng Malaysia Ibrahim ở sân bay Nội Bài. Ví dụ Bộ trưởng Hùng dẫn chứng các thành phố Hà Nội, Đà Lạt, Hội An đã gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, để rồi cho rằng Việt Nam có cơ sở trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, thu hút hội tụ sáng tạo tại Đông Nam Á. Hay như Việt Nam đã 4 lần được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới, và đây là nguồn tài nguyên vô tận của quốc gia. Điều đó cho thấy Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chẳng hiểu gì về khái niệm công nghiệp văn hóa, nhưng vẫn thích chém tứ tùng. Về biện pháp tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu nêu trên, thì Bộ trưởng Hùng lại viện dẫn là một nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam về cái gọi là xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Điều đó không khác gì quan niệm của ông Hùng khi nghĩ rằng chương trình chấn hưng văn hóa với ngân sách 350.000 tỷ đồng, chỉ cần xây dựng các nhà văn hóa, các trung tâm văn hóa ở các địa phương là sẽ chấn hưng được văn hóa. Xin đừng nghĩ rằng làm lãnh đạo thì bất kể ai cũng làm được, đó là điều hết sức ấu trĩ và nguy hiểm. Việt Nam vì sao không thể tiến lên thành hổ, thành rồng cho được là bởi có những lãnh đạo như Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra thực trạng Việt Nam tồi tệ như ngày nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm d với bản tin Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, dốt nhưng vẫn thích thể hiện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm d.